Chào các bạn và chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện cùng Có 68. Ngày hôm nay thì mình sẽ không dùng từ buổi phỏng vấn mà mình muốn nó trở thành một buổi trò chuyện và chia sẻ thân mật. Bởi vì người ngồi bên cạnh mình đây cũng là một người bạn rất là lâu năm mà mình quen biết, cũng như là một người mà có vị thế nhất định trong thị trường crypto. Và chắc hẳn những anh chị và bạn bè nào mà có tham gia thị trường crypto thì cũng đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc. Thì Thật có thể giới thiệu sơ cho mọi người cùng biết mình là ai được không? Ok, chào mọi người, mình là Thuật, founder của Coin 68 Media và cũng như là Kairos Ventures. Thì Coin 68 được thành lập chắc cũng 4 năm rồi, từ tháng 3 năm 2017. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui vì coi như là 4 năm mình có một cái buổi mình nhìn lại những cái chặng đường mình đã đi, cũng khá là lâu, từ cái thời mà blockchain và crypto nó chưa có gì ở Việt Nam. Và đến nay thì nó rất là phát triển rồi. Và mình cùng nhìn lại cái hành trình này để xem là có những cái bài học nào mình thấm thía, cũng như là giúp cho mọi người hiểu hơn về cái đội ngũ team Coin 68, cũng như là hiểu hơn về cái tầm nhìn của tụi mình. Mình back lại một chút, vì khi nãy là Thuật nói là thành lập từ tháng 3 năm 2017. Thì anh chị nào mà có biết, năm 2017 là năm mà Bitcoin đã đạt đỉnh 20.000. Và lúc đó thị trường crypto nó cực kỳ sôi động và nhộn nhịp. Thì không biết là Coin 68 ra đời trong hoàn cảnh như thế nào, và cơ duyên nào cũng dẫn Thuật đến thị trường crypto? Ok, thì hồi đó là mình thật ra mình đến với crypto nó khá là ngẫu nhiên thôi á. Vì mình có một người anh, thì người anh mình gọi là rất thích cái trang là cổ phiếu 68. Nên là làm cái trang là Coin 68. Và thực ra anh làm cho vui thôi, tại vì không có thời gian chăm sóc. Như thế là anh hồi đó mình phát triển Coin 68 thì thực ra mình cũng không có một cái idea gì về crypto cả. Mình vào thì mình tất cả những thứ mình có là một cái lòng mong muốn học và cái vốn tiếng Anh của mình. Thì lúc đầu đội ngũ của mình đâu đó chỉ ba người thôi, và ba người đó là ba người bạn, là gồm cả mình ấy, là có hai người bạn nữa. Tụi mình bắt đầu những bài viết đầu tiên trên Coin 68 thì tụi mình chỉ với mục đích là ok, bây giờ mình sẽ học về cái mảng này, và trong quá trình học thì mình chia sẻ thêm cho mọi người những cái thứ mình đã học được. Nhưng mà không ngờ rằng là những cái thứ mình làm lại được đón nhận nhiều đến như vậy. 2017 là cái năm mà gọi là cũng khá may mắn, vì tự nhiên mình phát triển xong rồi thị trường nó cũng lên ấy. Nên là lúc đó thì tụi mình chỉ làm content thuần thôi, không có tối ưu, không có làm gì hết. Nhưng mà đến cuối năm 2017 á, thì cái lượt page view của Coin 68 lên tầm nửa triệu một tháng. Tức là mình tự nhiên mình thấy ôi sao nhiều người follow tụi mình thế. Và lúc đó thì mình mới serious hơn cái việc mình phát triển. Ok, cái này là mình sẽ nhìn lại là ok, cái này thật ra nó là một cái business mà rất là tiềm năng. Và cái thị trường này còn rất là mới, và mình còn nhiều không gian để mình khám phá nó. Cho nên là mình đã quyết định mình expand thêm team. Team lúc đầu chỉ có mình và hai người nữa, chỉ chuyên về content website thôi. Sau đó mình có phát triển thêm các mảng khác như là YouTube này kia, networking này kia. Thì cũng khá là thành công, vì giống như hồi đó thì không có nhiều bên làm về media. Đặc biệt trong cái ngành mới này, thật ra nó đối với những cái bên lớn, gọi là báo lớn á, thì lúc đó cái nhìn của họ đối với crypto hay blockchain nó cũng còn khá là, nói chung là khá là dè dặt. Không có họ đó còn gọi, họ còn dùng từ là tiền ảo này kia. Và mức độ hiểu biết của mọi người về cái đó nó cũng không cao, cho nên là ít người làm cái này lắm. Và đặc biệt là cái cộng đồng á, những người biết đến nó cũng không nhiều á, cho nên là không có đáng để họ đầu tư, cho nên là không có nhiều người làm cái mảng media này đó. Thì cũng may mắn là thị trường đi lên và cũng không có quá nhiều cạnh tranh, nên là team đã phát triển khá là tốt trong 2017. Có vẻ như là năm 2017 là một năm mà bạn vừa khởi nghiệp xong rồi cũng phát triển rất là tốt cho Coin 68. Nhưng mà theo Jenny nhớ ấy, thì cuối năm 2017, tầm khoảng giữa đầu năm 2018 và xuyên suốt cả năm 2019 nữa, thì là một cú downtrend của thị trường crypto. Và mình cái này mình đoán thôi, là team bạn cũng gặp khó khăn rất là nhiều. Đồng thời thì mình mới khởi nghiệp từ năm 2017, xong rồi đến 2018 và 2019 thì những cái khó khăn nó đã ập đến rồi. Thì không biết là lúc đấy Thuật và Coin 68 đã có những khó khăn gì mà mình vượt qua như thế nào? Ok, tất nhiên là khó khăn là phải có rất là nhiều luôn. Có rất là nhiều.
2018 là lúc mà thị trường nó đi xuống, nhưng mà thực ra lúc đó không ai nhận thức được là nó sẽ tệ đến như vậy. Tức là không chỉ những người làm business trong mảng đó mà cả những người họ tham gia chỉ đơn giản họ đầu tư thôi á, thì chu kỳ thị trường nó đi xuống, nhưng mà họ cũng không ngờ rằng là đến khi họ biết đến nó thì nó lại đi xuống đến như vậy. Nên là team lúc đó thì cũng có rất là nhiều khó khăn lớn nhất là tài chính. Thực sự là hồi đó vì 2017 á, mình nói là và phát triển, nhưng mà thực ra thì mình chưa gọi là phát triển đến mức gọi là nó tối đa được cái tiềm lực của team cũng như tiềm lực của thị trường. Cho nên là từ 2017 thì mình khá là tiếc vì mình đã không làm được nhiều điều từ 2017. Đến 2018 thì lúc mình bắt đầu mình nhận thức được mình muốn làm nhiều mảng hơn, mình có nhiều cái thứ mình nghĩ ra hơn, nhưng mà thị trường đó là không ủng hộ. Đó là thị trường đó là đi, mình càng làm càng xuống, chứ cảm giác mình đi ngược dòng á, mình cảm giác mình càng bơi thì mình lại càng mệt, càng làm mình càng thấy nạn. Đúng rồi, chính xác. Và hồi đó thì khi mà thị trường xuống á, lúc đó thì doanh thu chính của Coi Số 8 là quảng cáo, media mà. Nhưng mà thị trường xuống thì các dự án nước ngoài thì họ cũng không làm marketing nữa, tại vì họ làm thì cũng đâu có hiệu quả đâu, họ làm cũng không hiệu quả, và họ chi tiền ra thì nó cũng không có đạt được cái kết quả cao, cho nên là họ không có chi tiền cho thị trường Việt Nam cũng như là những cái bên làm media như Coi Số 8. Coi Số 8 gặp rất nhiều khó khăn, đó là khó khăn thứ nhất về tài chính, thứ hai là về về như thế nào nhỉ, phải dùng từ mà gọi là không có người đồng hành, cái tình thế không biết mình đang đi đâu. Tại vì lúc đó team mình tầm khoảng 5-6 người thôi, và bây giờ thị trường quá tệ, mình không thể mình bỏ thì mình tiếc, tại vì thực ra cái media là cái tài sản rất là lớn rồi, là tài sản rất là lớn, người xem, audience, rồi những cái đối tác này kia, đó là một cái tài sản rất lớn. Có thể là thời điểm không làm ra tiền, nhưng mà cái tài sản nó không thể nào bỏ được, nhưng mà cũng không thể nào mở rộng được, vì thị trường quá tệ mà mình mở rộng thì không biết là mình sẽ được đi đến được đâu, giống kiểu là bây giờ không thể lùi được mà cũng không thể nào tiến được. Cho nên là mình ở trong cái tình thế là tiếng nói lượng ngang, không biết làm gì hết, chỉ có thể là duy trì thôi. Mà duy trì thì nó tốn một cái chi phí nữa là chi phí thời gian và cơ hội. Bây giờ mình cứ duy trì, mình cứ gắn với nó mãi thì mình sẽ mất nhiều cơ hội ngoài kia. Cho nên là cũng khá là trăn trở. Có nhiều lúc mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một cái gì đó khác, nhưng mà vẫn trong mảng blockchain luôn. Có thể là maybe là mình nghĩ tới một cái sàn hay là một cái gì đấy. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bỏ cái ngành crypto, tại vì mình thấy là mọi thứ nó còn quá sớm. Và mình đang là những người gọi là form cái foundation, tức là cái nền tảng cho cả cái ngành. Và mọi người có thể thấy là từ cái thời mình 2017 á, từ lúc mình vô chưa có, tức là không có nhiều bên họ làm về mảng đó. Và cũng có nhiều bên họ làm mảng đó thời điểm đó, bây giờ họ không chịu được. Họ đã nghỉ hết rồi. Đúng rồi. Và mình là người tồn tại đến bây giờ. Cho nên là mình đó là cái khó khăn thứ ba là mình không có tiến cũng không có lùi được. Nhưng mà may mắn là thời 2018 2019 á thì được một cái là mình, tại vì có network thì cũng có một vài cái đối tác gọi là thân thiết á, và cũng có những cái hợp đồng nó hơi dài hạn. Họ đó, mặc dù cái hợp đồng mà nói thật nha, so với team bây giờ thì nó rất là nhỏ. Mình nhìn lại thấy hồi đó nó nhỏ, nhưng mà lúc đó thì là nó rất lớn với mình á. Tức là cái gọi là cái ngân sách họ chi cho marketing á, lúc đó không có nhiều. So với bây giờ không có nhiều, cái deal size hồi đó bé tí luôn. Nhưng mà so với team mình lúc đó là chỉ có vài người, và với cái sự phát triển lúc đó thì như vậy là nó đủ mình. Và đến bây giờ thì mặc dù là nghĩ lại thì mình không còn làm với họ nữa, nhưng mà mình rất biết ơn. Mặc dù là cái số tiền họ đồng hành của mình nó không có nhiều, nhưng mình rất là biết ơn vì họ đã giúp mình vượt qua cái 2018 hồi chính rất là chán. Và cái khó khăn không phải là mình không biết làm cái gì, hay là mình quan cái khó khăn nhất là mình không biết mình đi đâu á, và không biết khi nào mình có thể gọi là tiến lên một bước được á. Nên là nhiều khi mình cũng có cái sự thay đổi trong trong chính nội lực của mình cũng như là trong team của mình đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian đó, nhưng mà
thị trường nó tệ quá và làm cái gì nó cũng tệ hết. Nó tệ chắc gọi là không một ai trong cái ngành đó có thể kiểu cảm thấy tốt á, trong thời gian đó là rất là tệ và rất nhiều người đã bỏ. Và đến hồi đó thì một số media trong mảng crypto á có một vài bên lớn 2007, nhưng mà đến bây giờ thì không phải tất cả những anh em làm media trong crypto giờ vẫn còn làm ở đây, vẫn còn ngồi ở đây. Nên là nó rất là khắc nghiệt. Thì mình cũng hiểu, bởi vì thực sự các bạn thấy là nếu như anh chị nào mà có biết quá trình downtrend từ 2018 đến 2019 thì những bên làm trong crypto nó đã ít, những bên media ở Việt Nam còn ít hơn, mà sau cái thời downtrend đó mà còn trụ lại đến bây giờ thì lại còn ít nữa. Mình nghĩ là chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và có những sàn, có những project mà đã sang Việt Nam xong rồi chịu không nổi downtrend và đã out khỏi thị trường. Đúng rồi và làm remote luôn. Có một cái nữa nó làm cho mình khó khăn hơn, tức là cái value mình giữ nó làm cho mình giới hạn rất là nhiều trong quá trình mình làm. Tại vì mọi người biết là crypto, blockchain là một cái ngành mới thì nó không được quản lý, gọi là unregulated, đúng không? Và cái gọi là có rất là nhiều tay chơi, nhưng mà những cái người mà thực sự làm mà nghiêm túc á thì không có nhiều. Đúng. Bản thân mình là một người làm nghiêm túc, mặc dù mình có thể lúc đó mình còn dở, nhưng mà mình là một người làm nghiêm túc. Và có rất nhiều dự án họ về Việt Nam, họ tìm đến những đối tác, nhưng mà tại vì mình nhận thấy là OK, tại vì cái kiểu mình làm là mình chỉ làm, mình chỉ hỗ trợ dự án tốt thôi. Coi số 8 thì hồi đó chảnh lắm, hồi đó có thể không có tiền, nhưng mà nhiều dự án nó không chất lượng. Mình cảm thấy nó không được hay lắm thì mình cũng từ chối, mình cũng từ chối. Chính vì thế là giống như biểu hơi nghèo, nhưng mà thôi mà chảnh lắm á, mình từ chối rất là nhiều dự án. Và chính vì thế nó giữ được mình cái giá trị của mình đến bây giờ. May là uptrend nó hơi đến sớm mình thấy là sớm đấy, 2020 nó thị trường tốt lên mà mình làm mọi thứ nó dễ dàng hơn thì những cái giá trị mình giữ được đến bây giờ. Chứ nếu mà ở uptrend thêm vài năm chắc người không giữ được mình. Không biết là trong năm uptrend vừa rồi thì có số 8 đã đạt được những cái thành tựu gì riêng cho bản thân mình và cũng như là cho Thuật nữa. Thực ra thì cũng không up trend lắm đâu, năm vừa rồi cũng up sơ sơ thôi, nghĩa là năm nay sẽ up nhiều hơn nữa. Năm vừa rồi cũng khá là may mắn, nó thẳng là may. Nhìn mình nhìn lại, mình liên kết lại những sự kiện trong quá khứ, mình cảm thấy mình khá may. 2020 thì mình có gặp một người bạn, và nói chung là người đó đầu tiên là đối tác của mình, sau đó là thân với nhau rồi quyết định là làm chung một cái. Thì mình có cái thành tựu mình lớn nhất là sự ra đời của Kairos Ventures. Thì như mình có giới thiệu lúc đầu á, và mình là cả Coi số 8 và Kairos Ventures luôn. Thì Kairos là thành lập vào tháng 8 2020, vừa đúng thời điểm là thị trường nó lên khá là ok. Mục tiêu của Kairos là lúc đầu sinh ra là chỉ giống như kiểu là invest vào một vài dự án thôi. Dù là trong network của mình thì có một vài bên quỹ khác ở nước ngoài họ giới thiệu gọi là dự án cho mình đầu tư, nhưng mà sau đó mình nhận thấy là tại sao mình không làm nghiêm túc cái việc là hỗ trợ dự án về thị trường Việt Nam. Tại vì cơ bản là mình cũng hiện tại cũng sở hữu một cái media lớn, và mình biết được cái cách làm thị trường Việt Nam sao cho nó hiệu quả. Tại vì khi mà dự án nước ngoài về Việt Nam á, là họ gặp trở ngại về văn hóa cũng như là về ngôn ngữ, cho nên là họ không có biết cách làm thế nào cho hiệu quả, và họ chỉ biết là ok tin vào một partner ở thị trường này. Thì mình sẽ cố gắng mình làm sao mình sẽ trở thành một cái người họ gọi là một người đối tác gọi là đáng tin cho họ tại thị trường Việt Nam. Thì mình lúc đầu mình chỉ có hai người co-founder, sau đó mình tuyển được một người là gọi là lúc đầu vô làm trợ lý thôi, bây giờ làm COO luôn. Thì mình hỗ trợ giảng về Việt Nam bằng cách là invest vào giảng đấy, đồng thời là invest theo kiểu là invest early stage, tức là theo trong những cái vòng đầu tiên nhất, gọi là đầu tư mạo hiểm. Sau đó là mình sẽ hỗ trợ giảng đó tại thị trường Việt Nam, build cộng đồng, làm marketing này kia. Thì hành trình từ lúc tháng 8 2020 đến bây giờ là được 8 tháng rồi,
và team đã scale rất nhanh. Cả team Core 68 lẫn team Kairos bây giờ gọi là một đi, thì nó là đâu đó 40 người. Và có những người đã cùng đi với mình từ ngày đó, đã grow một cái bước rất là dài. Hiện tại thì Kairos đã đầu tư và invest và incubate được đâu đó gần 40 dự án ấy, nếu mà tính cả những dự án đã xong rồi, tức là mình invest mình xong xuôi hết rồi, thì đến chắc cũng 50 dự án. Đa phần dự án đó là DeFi, một số dự án là public blockchain. Team đã grow về mặt networking, rất là nhiều quỹ lớn trên thế giới. Dự án là chắc chắn là phải có network rồi, rất nhiều đối tác về media ở global. Thì cái thứ mình muốn đưa cho họ, mình muốn đem đến cho họ là một cái đối tác mà tin tưởng. Thường thường thì họ không có đến với mình mà họ chia ly từng tí về ví dụ mày phải làm tao ABCDE. Đa phần cái đối tác của Kairos và Core 8 á, họ chỉ giống kiểu là ok, mình sẽ cùng làm với nhau, mình sẽ đưa dự án này thành công Việt Nam, mà cũng không có liệt kê ra hay là gì hết. Nói chung là họ rất là tin mình. Họ rất là tin mình. Họ nghĩ là ok, nếu mình làm với bọn này á, thì bọn này sẽ cố gắng làm hết sức bọn nó để giúp tụi mình. Cho nên là đa phần cái dự án làm rất là dễ chịu và nhẹ nhàng. Team grow từ lúc đầu 2 người, bây giờ hơn 40 người trong vòng 6 tháng. Tính cả con 68 luôn. Trong vòng 6 tháng, và mình cũng thấy hơi ngợp. Nhiều khi mình hơi ngợp, grow hơi nhanh, và nhiều khi mình cũng nghĩ ok, mình đang grow nhanh quá, xong rồi nhiều khi mình cũng sợ nha, tại vì mình đã trải qua 2018-2019 rồi. Là thị trường nó có thể thay đổi một bất cách lúc nào. Đúng rồi, chỉ cần một ngày thôi. Mọi người đã trải qua ngày 13 tháng 3 lịch sử chưa? Là nó crash cực nhanh luôn, cú đâm lịch sử, và lúc đó mình no hope luôn á. Mình không có một cái hy vọng á. Cho nên mình cũng sợ, nhiều khi mình cũng sợ, tại vì bây giờ lỡ mà nó thay đổi trong vòng một ngày vậy thì cái team của mình chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Thực ra thì giống như là Thuật vừa nói, crypto và thị trường này luôn có những cái mới. Chỉ cần nếu như mà bạn out ra thị trường khoảng một tháng thôi hoặc là hai tháng thôi, không một ngày thôi. Khi mà bạn quay lại là mọi thứ nó đã rất khác rồi thật sự. Đó cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn. Đúng cũng rồi. Như là đạt được những cái thành tựu cho bản thân mình. Carrot trong khoảng thời gian 8 tháng á, và có 8 trong thời gian 8 tháng á, là đạt được rất là nhiều thành tựu. Làm việc với hỗ trợ rất nhiều thành công, một số dự án rất thành công, như là gần đây mọi người có biết tới là My Neighbor Alex. My Neighbor Alex. Một dự án launch pool trên Binance. Một vài dự án khác như Polkastarter cũng là một cái case rất là thành công của Kairos. Polkastarter bây giờ là launchpad gọi là best nhất trong cái ngành. Trong cái hàng best nhất thôi. Còn có Binance Launch Pool nữa. Rồi một vài dự án public chain, Chromia này kia, rồi là Project Serum hay là FTX, là tất cả dự án đó họ tin tưởng mình rất là nhiều. Đó là thành công rất lớn đối với mình. Team thì hiện tại mình cũng đang tìm thêm những tài năng. Thực sự là mình không bao giờ mình ngừng tìm kiếm thêm tài năng. Cũng không qua video này thì mình cũng muốn chia sẻ, thứ nhất là mình đã chia sẻ về Core 8, về Kairos rồi, cũng về văn hóa này kia rồi, thì mình cũng muốn tìm thêm những cái bạn trẻ nào mà muốn có một cái team xuất sắc. Và bạn sẽ không bao giờ bạn cảm thấy là bạn thông minh nhất trong cái phòng đó, thông minh nhất trong công ty đó, bạn sẽ luôn luôn có người để bạn học hỏi, thì có thể đến với Kairos và Core 8, tại vì đây là một cái môi trường mình cảm thấy là mình cực kỳ tự hào luôn. Thì thông qua những lời chia sẻ và ngồi bên cạnh Thuật nãy giờ thì có thể thấy là trong ánh mắt của Thuật lúc nào cũng thể hiện sự tự hào và rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà có team và những nhân sự đang đồng hành cùng với Thuật trong Core 8 và Kairos bây giờ để đạt được những cái thành tựu mà mình nói thật sự là ở Việt Nam thì rất là ít bên có thể làm được tốt. Và ok, vậy thì câu hỏi chắc là cũng thời lượng cũng lâu, cho nên là mình cũng muốn hỏi Thuật thêm về những dự định tương lai của Thuật cũng như là của Core 8 hoặc là của Kairos. Thì trong tương lai sắp tới, là trước mắt là năm nay đi ha, bởi vì crypto nó kiểu không thể nói trước được lâu dài, kiểu tầm nhìn 5 năm hay 6 năm, mà mình chỉ nói trước ví dụ năm 2021 hoặc là xa hơn nữa thì năm 2022. Thì Thuật có những cái dự định gì và những cái tầm nhìn như thế nào cho Kairos và Core 8? Mình chỉ có thể chia sẻ một vài cái, ví dụ như là đối với Core 8 thì mình thấy hiện tại nếu mà nó không phải là number one media Việt Nam, nhưng mà nó khá là
nó giữ được cái chất lượng của nó đến bây giờ, và cái traffic khá là cao, đâu đó hơn một triệu page view một tháng. Nhưng mà mình nghĩ là Coi Tám nó chưa phát triển hết được á, nó còn có rất là nhiều thứ để làm. Nói chung là nói về một kiểu là một media mà kiểu đúng chuẩn là media, giống như kiểu là thời gian rồi mình không có làm được nhiều thứ tại vì dịch Covid này kia, nên là mình ví dụ như là event này kia này nọ, hoặc là các cái mảng khác của Coi Số 8 á, để là trở thành một cái media gọi là không chỉ nổi tiếng trong cái mảng này thôi, mà khi mà crypto blockchain nó phổ cập nhiều hơn ở ngoài kia thì mọi người, mình sẽ là cái cổng để giúp mọi người đi vào cái ngành này. Là đối với Coi Số 8, đối với Kairos thì hiện tại thì đi theo một cái tốc độ khá là nhanh rồi. Mình chỉ muốn là hiện tại mình phát triển, mình hỗ trợ dán ở tầm Việt Nam thôi. Thì maybe là trong tương lai Kairos sẽ trở thành một cái kiểu, khi mà nói đến Kairos không chỉ nói về advantage ở Việt Nam thôi, mà nó sẽ là một cái global. Hiện tại thì vẫn có brand global, rất nhiều quỹ, rất nhiều dự án biết đến mình, nhưng mà mình muốn là mình sẽ là người giúp dự án ở tầm global luôn, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam không. Nó sẽ hơi gói gọn decentralized mà, không cần quan tâm bạn là quốc tịch nào hết. Hiện tại network của Kairos thì rất là đông luôn, và mình hy vọng là sẽ có Kairos ở một vài nước khác mà mình sẽ chưa có thể nói ở đây, nhưng mà hy vọng sẽ có gọi là một phiên bản Kairos ở một vài nước khác. Mình cũng đang cái điều đó đang ấp ủ và đang triển khai. Về tầm nhìn xa hơn nữa thì như mình có nói á, mình hiện tại mình chỉ muốn là mình kéo hết người tài về về Kairos thôi. Thật sự là đối với tại Kairos là mình không có kiểu giống như là có vị trí rồi mới tuyển nha. Không có vị trí rồi mới tuyển, mà là mình sẽ thấy những ai gọi là tài năng và có cái gọi là có thể provide được rất nhiều value á, thì mình sẽ gọi là cùng bạn đồng hành để phát triển nhiều hơn. Thì mình thấy là cái space trong cái ngành này để mà phát triển nó còn rất là nhiều. Thì đó là cái sơ sơ về kế hoạch thôi, còn nếu như mà cụ thể như thế nào thì mọi người cùng chờ xem. Thì chắc là sau khi mà Thật chia sẻ cũng như là trong quá trình các bạn xem video này thì các bạn cũng có thể hiểu hơn về Kairos và Coi Số 8. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì tụi mình làm, những gì tụi mình đạt được và những cái kế hoạch trong thời gian tới thì các bạn có thể lên website. Thứ nhất là website của Kairos là kairos.ventures, và website thứ hai là dành cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về thị trường crypto, muốn nắm bắt những cái thông tin nhanh nhất, những cái bài viết insight hoặc là những cái mục dành cho người mới bắt đầu. Chẳng hạn như bạn đang xem, bạn là người chưa biết gì về crypto chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể lên Coi Số 8, website là coi68.com. Nhân dịp sinh nhật của Coi Số 8 thì không biết là Thuật có muốn nhắn gửi gì đến những bạn đang xem video, những bạn làm độc giả của Coi Số 8, hay là những người bạn, những người đồng nghiệp đã đồng hành cùng với mình và những người đã luôn ủng hộ Kairos và Coi Số 8 không ạ? Tất nhiên rồi, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các độc giả đã ông luôn ủng hộ Coi Số 8 từ 2017 đến giờ, kể cả những người đã từng chỉ xem Coi Số 8 một lần thôi, mình cũng rất là biết ơn. Và tất nhiên là cảm ơn team nữa, tại vì team như mình nói là đồng hành từ 2017 đến giờ 4 năm, và các bạn đã chưa bao giờ gọi là bỏ mình trong những lúc mình khó khăn nhất. Cảm ơn bạn tổng biên tập từ đời đầu, đến bây giờ bạn vẫn là cái người rất là mình cực kỳ thần tượng và cực kỳ biết ơn. Cảm ơn tất cả team đã luôn kéo giữ cái lửa để mà phát triển Kairos và Coi Số 8 theo một cái tốc độ rất là nhanh. Cảm ơn cái bạn co-founder của mình, cái người mà nói chung là đã giúp mình nhận ra rất nhiều thứ, rất là nhiều bài học, cũng lớn hơn mình, cũng giúp mình đã kiểu giống như là có những thứ mình đã từng không dám làm thì bạn là người cổ vũ mình làm, mình cực kỳ biết ơn. Và cuối cùng là cảm ơn tất cả anh em, những người anh, những người đối tác đã luôn chỉ bảo cho mình từ cái thời mà mình không có cái gì. Bây giờ thì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh mình và giống như là một người mentor của mình, thì mình rất là biết ơn. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn luôn
đồng hành cùng với nhau để không chỉ là giúp nhau phát triển lên mà cùng nhau là giúp cho crypto và blockchain nó phổ cập hơn, nhiều hơn nữa, để nhiều người biết đến hơn. Và ok, chỉ như đó thôi. Vậy thì nhân dịp quay video ngày hôm nay thì Jenny và Thuật cũng xin đại diện tất cả những anh em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, và cũng như là gửi gắm một lời cảm ơn đến những bạn mà đã xem video của tụi mình từ nãy đến giờ. Và nếu như các bạn muốn ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng Coin68 thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe, và các bạn có thể comment những cái topic hoặc là những vị khách mời mà các bạn muốn tụi mình đồng hành trong những số tiếp theo trong trò chuyện cùng Coin68. Và bây giờ thì cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn.